Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi tiếp tục những bản tin sát về cái tình hình cuộc chiến tại Ukraine. Cái điều mà chúng ta đang có thể nói là bận tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây là cái khi nào Ukraine phản công. Và tới ngày hôm nay chúng ta chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào. Tuy rằng có tin đồn, tin đoán thì tất nhiên các quý vị biết là tin đồn mà, nó không phải là sự thật. Chúng ta chờ đợi từ ngày 1 tây, ngày 5 tây, ngày 9 tây, ngày 15 tây. Bây giờ chúng ta là ngày 18 tây, có nghĩa là qua hơn nửa tháng thăm rồi. Nhưng chưa thấy bất một cái dấu hiệu nào. Thì ngày hôm nay chúng ta có một cái dấu hiệu. Chúng ta đã có một cái dấu hiệu. Mà cái dấu hiệu này có phải chăng là thật hay chỉ là một cái chiến lược quân sự, một cái sự cái là chuẩn bị tâm lý và để dụ dỗ Nga gớt vào trong cái cạm bẫy? Hay là thực tế là Ukraine sẽ phản công trong một hay hai ngày nữa là một cái điều mà đang làm cho lực lượng của Nga rất là lo lắng. Các quý vị cũng biết là ông bà mình có một câu nói rất là chí lý, một cái nhá bằng ba cái đánh. Cái điều đó là có thể nói là khi chúng ta bị đánh, cái nhá mình rất là sợ, các quý vị nói là một cái nhá bằng tới ba cái đánh nào. Nhưng mà trước khi đến cái vấn đề đó, phản công là cái vấn đề chính của chương trình, thì cho Nguyên cập nhật và chia sẻ cùng các quý vị là vấn đề máy bay F-16. Thì các quý vị cũng biết á, cái vấn đề F-16 á, là cái vấn đề nó không phải là mới nữa rồi. Nó là cái vấn đề đã đưa trên bàn đàm thảo được 3 tháng và nó mới bắt đầu có một cái dấu hiệu rõ nét là Liên minh châu Âu, đặc biệt là khởi đầu do Anh Quốc, sẽ là cái quốc gia viện trợ đầu tiên. Anh Quốc là cái quốc gia cam kết sẽ huấn luyện và cả viện trợ. Sau Anh Quốc thì chúng ta có Hà Lan. Chúng ta có Hà Lan đã đứng ra một cái vai trò. Sau Hà Lan chúng ta có Bỉ. Và có thể nói là tất nhiên là có quan điểm mỗi quốc gia đều khác nhau. Pháp thì chưa cam kết hỗ trợ máy bay, chỉ có hỗ trợ huấn luyện. Ba Lan cũng vậy, hỗ trợ huấn luyện nhưng chưa cam kết hỗ trợ máy bay. Thì cái vấn đề này á, nó là cái vấn đề có thể nói là cái tầm quan trọng nhất trong cái buổi đàm phán mà Ukraine họ nhu cầu, họ xin những chiếc máy bay này. Cái số lượng cho Nguyên nhắc lại là họ cần từ 40 đến 50 chiếc, một con số rất là lớn. Mà chúng ta đều biết đó, là nói về F-16 thì chúng ta phải nói Hoa Kỳ. Vì F-16 sản xuất ở Mỹ. Và Mỹ có rất là nhiều F-16. Mỹ có thể là tất nhiên là ở Mỹ mà, nên là Mỹ có F-16 rất là nhiều. Thì người ta hỏi là bây giờ liên minh của Mỹ, liên minh đồng minh của Mỹ đã đồng ý huấn luyện máy bay, hỗ trợ máy bay. Vậy Mỹ thì như thế nào? Lập trường của Mỹ ra sao? Tổng thống Joe Biden đã từ chối nhiều lần về vấn đề viện trợ F-16. Bây giờ ông ta có quay trở lại cái quyết định này hay không? Khi trong 2 ngày gần đây thì Tổng thống Pháp đã điện thoại. Ông Sunak, Thủ tướng Đức có điện thoại. Đức cũng điện thoại. Vì ngày hôm nay, chính phủ của Đức đã bắt tay với Anh Quốc về vấn đề liên minh hỗ trợ, về vấn đề huấn luyện và cung cấp F-16 cho Ukraine. Có nghĩa là những cái đồng minh chính của Mỹ đã đồng ý hoàn toàn. Ba quốc gia chính ở tại châu Âu thì chúng tôi nhắc lại Anh Quốc, Đức, Pháp. Ba quốc gia này bây giờ là đồng ý huấn luyện và có thể trong tương lai, đặc biệt là Anh Quốc và Đức sẽ hỗ trợ máy bay F-16. Thì Mỹ như thế nào? Mỹ có phản đối giống như giữ cái lập trường cũ? Vì chúng tôi nhắc là Anh Quốc hay là Đức có F-16 đi nữa, nếu không được sự đồng thuận của Mỹ, họ cũng không gửi được. Vì F-16 là sản xuất tại Mỹ, và trước khi ông Mỹ ông bán cho người ta, ông có một cái giấy cam kết. Anh không thể bán, ông mua vũ khí của tôi, của anh bán lại cho người khác không được, anh cho cũng không được, anh phải xin phép tôi. Tôi bán cho anh là để anh sử dụng, nhưng anh muốn bán cho người khác, anh phải xin qua phép của tôi. Tôi phải đồng ý. Nếu cái quốc gia mà anh cho hay anh bán nó là đồng minh của chúng ta hay là nó đã có F-16 rồi thì không có vấn đề. Nhưng nếu là một cái quốc gia chưa bao giờ có thì anh, tôi phải xem xét. Thì đây là cái hợp đồng trước khi mà bất cứ quốc gia nào mua máy bay của Mỹ. Thì cái lập trường của Mỹ như thế nào thì ngày hôm nay trên hai tờ báo kêu là New York Times và tờ báo Washington Post, họ có nêu cái vấn đề này và có hỏi chính phủ Joe Biden về cái tình hình máy bay F-16. Thì theo tờ báo New York Times cho biết thì họ công bố rằng
một bản tin khá buồn cho Ukraine là chính phủ Mỹ không có mặn mà về vấn đề hỗ trợ máy bay, cả luôn vấn đề mặn mà về vấn đề huấn luyện phi công. Mỹ cũng sẽ đứng ra một cái vai trò huấn luyện, nhưng mà cách của Mỹ nói á, làm cho cái tờ báo New York Times nói viết á, là giống như là Mỹ bị ép buộc. Mỹ bị ở trong cái thế kẹt khi liên minh của mình, đặc biệt là Pháp điện thoại, Đức điện thoại, Anh Quốc điện thoại, hối thúc và kêu gọi Mỹ phải huấn luyện máy bay phi công cho Ukraine. Mỹ làm nhưng mà với cái vị thế là bị ép buộc, chứ không muốn, không có tình nguyện. Đó, theo cái tờ báo New York Times thì nó viết là như vậy. Và họ nói rằng là theo cái lập trường của Tổng thống Joe Biden không có thay đổi, là Ukraine không cần thiết. Hiện bây giờ Ukraine không phải cái đó là cái vấn đề chính của Ukraine cần. Ukraine nên tập trung về vấn đề khác. Và vấn đề máy bay thì cái lập trường của Tổng thống Joe Biden không có thay đổi. Cái điều này Nguyên hơi thắc mắc. Làm sao ông biết là người ta cần cái gì? Thực tế các quý vị cũng biết là chỉ có mình mới biết là mình cần cái gì. Người ta có thể biết mình rất là nhiều, ở cận bên mình, sát bên mình 24/24, người yêu người mình, nhưng không ai hiểu mình bằng mình cả. Nên là ông Tổng thống Joe Biden, ông không thể nào ông nói rằng là Ukraine, ông biết Ukraine cần cái gì và máy bay nó không phải là cái thiết yếu. Thì nhưng họ vẫn huấn luyện, nhưng họ vẫn huấn luyện. Nguyên phải nói một cái khẳng là họ vẫn huấn luyện nhưng họ không cung cấp máy bay. Họ chưa nói là họ sẽ cung cấp máy bay, nhưng họ sẽ vẫn huấn luyện. Nhưng mà cách của họ chia sẻ thông tin có nghĩa là bắt buộc. Bây giờ ai cũng làm hết, tôi cũng phải làm giống như người ta. Đó là bản tin ở trên tờ báo New York Times. Thì cái tờ báo khác cũng đang được nổi tiếng mà cỡ này người ta chú ý khá nhiều, đó là tờ báo Washington Post. Họ nói khá là nhiều về vấn đề quân sự hay là những hồi sơ mật bị rò rỉ gần đây. Thì trên tờ báo Washington Post họ mới phân tích rằng là lý do tại sao Mỹ không muốn hỗ trợ máy bay cho Ukraine. Vì họ cho rằng là trong thời gian vừa qua Mỹ là cái quốc gia đã hỗ trợ quá nhiều. Cái số tiền mà đầu tư và giúp đỡ Ukraine nó đã quá nhiều, cái số tiền nó đã vượt qua được cái kêu là cái sự mức tối đa. Và nếu mà hỗ trợ máy bay nữa thì cái kinh phí mà để giúp đỡ Ukraine nó là vượt qua. Mà cái nền kinh tế của Mỹ đang ở trong một cái giai đoạn có vấn đề. Thì chúng ta đều biết là gần đây nhất thì vấn đề lạm phát tại Mỹ, vấn đề nhà băng sụp đổ, hai đảng tranh cãi nhau về vấn đề mà tiền không đủ để phát lương v.v. Thì trong cái vấn đề vừa qua thì cái vấn đề mà kinh tế của Mỹ đang suy yếu, mà bây giờ viện trợ máy bay nữa thì không thể nào đủ cái kinh phí để chuẩn bị. Nên cái lý do đó đã dẫn đến Mỹ đã từ chối hỗ trợ máy bay cho Ukraine. Tất nhiên đây là cái quan điểm, cái phân tích trên cái tờ báo của Mỹ là tờ báo Washington Post. Nhưng cái nhìn cá nhân của Nguyên á, thì chắc là Mỹ còn lo lắng. Mỹ còn lo lắng vì chúng ta đều biết là máy bay ngày hôm nay nó không phải là cái vũ khí đáng sợ giống như xa xưa nữa. Vì bởi vì có những hệ thống phòng không khá là tân tiến. Chúng ta điển hình thấy máy bay của Nga. Các vị thấy máy bay của Nga rồi đó. Đâu có dám bay trên lãnh thổ của Ukraine. Vì bay trên lãnh thổ của Ukraine là chắc chắn bị bắn rơi. Nên là có thể là Mỹ sợ là những máy bay của mình sẽ bị bắn rơi. Đặc biệt là F-16 không phải là công nghệ mới, không phải là F-35. Và có thể nó sẽ bị hao mòn rất là nhiều trên chiến trường. Một chiếc xe tăng có thể bị hao mòn, cái giá trị nó khác. Nhưng một chiếc máy bay đầy đủ trang bị mà bị bắn rơi thì cái giá tiền nó hoàn toàn khác. Có thể bởi vì là kinh phí và có sự sợ bị những chiếc máy bay này dễ bị bắn rơi khi cái cách tác chiến của Ukraine nó chưa có ăn khớp. Vì muốn bảo vệ một chiếc máy bay thì các quý vị phải có đủ những cái thiết bị và những công nghệ tân tiến để bao gồm. Có thể là Ukraine chưa đủ nên là Mỹ không muốn. Thì đó là cái quan điểm, cái nhìn của Nguyên. Nhưng có nghĩa là chúng ta biết là cái quốc gia có máy bay nhiều nhất vẫn chưa cung cấp. Đó là bản tin của Mỹ về vấn đề F-16 mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đầu tiên. Và bây giờ chúng ta cứ đi tin nóng trước đi. Tin nóng nha các quý vị. Nguyên đang chờ đợi cái cuộc phản công này khá dài. Nguyên đang chờ đợi từ ngày, từ giờ. Nguyên theo dõi từng giây, từng phút. Có thể nói là khuất khuya dậy sớm mà lúc nào Nguyên cũng nghe một cái động tĩnh nào là Nguyên cũng đi gắng, cố gắng đi mò, đi kìm và đi hỏi người ta. Vì nhiều khi Nguyên phải hỏi trực tiếp ở trên mấy cái forum á. Nếu người ta có được những cái thông tin
à, để cho biết là chừng nào phản công. Thì thực tế là trong thời gian gần đây chúng ta thấy được có một sự phản công nhẹ nhẹ ở tại khu vực Bakhmut, mà chúng ta nguyên nghĩ là ai cũng biết là Ukraine đã lấy lại một phần lãnh thổ ở tại cái thành phố này. Nhưng mà nó cũng không nói đó là cái phản công, nó chỉ nói là Ukraine trong những ngày đầu cuộc chiến họ phòng thủ, bây giờ họ thấy là Bakhmut đã gớt vào trong tay của Nga diện tích rất là lớn, họ lấy lại một chút thôi. Nhưng mà không có nghĩa là họ phản công gì cả vì không có dấu hiệu. Thì ngày hôm nay chính thức đã có cái dấu hiệu là một đoạn video, đặc biệt là một cái bí mật hay một cái là không biết ai đưa lên. Một cái đoạn video hàng loạt xe bọc thép và xe tăng của Ukraine đang đổ xô ra biên giới ở khu vực Donbass. Các quý vị nghe kỹ ha. Hàng loạt những xe tăng, con số lượng không được chính xác, nhưng mà theo người ta quay video trên TikTok, người ta quay video thì một hàng loạt xe tăng, đặc biệt là những xe tăng, xe tăng và xe bọc thép tân tiến được sự hỗ trợ đến từ Mỹ, những loại của Mỹ, những loại rất là tân tiến, đang đổ xô và đang chạy về cái hướng ở tại khu vực Donbass, và theo người ta nghĩ là có thể đang đi đến Bakhmut. Thì cái điều này nó đặc rất là lạ. Các quý vị cũng biết là những cái sự việc như vậy nó hoàn toàn bí mật. Chính phủ Ukraine đã cấm tuyệt đối là đưa những cái tấm hình liên quan đến quân sự, đặc biệt là gần đây vấn đề hệ thống phòng không, mà cả quay luôn cái hệ thống phòng không cũng không được. Thì bây giờ có một cái đoạn video được loan tả trên mạng xã hội mà ai cũng nói là Ukraine sắp sửa phản công rồi, xong rồi, nguyên một đoàn xe tăng, xe bọc thép đang đổ xô về ở, cho rằng khẳng định là khu vực Donbass nữa. Có nghĩa là đã tiết lộ thông tin bí mật cho kẻ địch biết. Thì Nguyên biết thì ông Nga cũng biết, đúng không? Cái chuyện đó Nguyên nghĩ là Nguyên còn biết được thì ông Nga, tất nhiên là tình báo của Nga thì họ sẽ lẹ hơn Nguyên nữa, họ lẹ gấp trăm lần mình nữa, tất nhiên là họ sẽ biết. Nếu thực tế mà Ukraine đưa hết tất cả bí mật của mình thì còn gì là bí mật? Anh đánh ở Donbass phải không? Anh gửi xe tăng ở Donbass thì Ukraine sẽ, Nga sẽ làm gì? Sẽ phòng thủ. Vậy Nguyên phải là đây chăng là chỉ là một cái âm mưu? Vì Nguyên không nghĩ là Ukraine có thể là dễ dàng như vậy tiết lộ cái thông tin của mình một cách dễ dàng như vậy. Phải chăng đây là một cái âm mưu? Đó. Phải chăng đây là một cái âm mưu các quý vị? Tự anh Nguyên đưa ra Nguyên có đoàn video là xe tăng, đồ xe bọc thép, rồi bắt đầu đổ xô chạy qua hướng Donbass để chuẩn bị phản công. Đưa cho kẻ địch biết hết. Đưa cho kẻ địch biết hết. Đó. Thì cái điều đó là cái điều mà Nguyên nói thực tế với các quý vị là Nguyên không biết là ông Ukraine ông đang chơi cái trò tâm lý gì. Có nghĩa là làm cho phía bên Nga sợ hãi. Có thể ông không đánh gì cả. Ông giả bộ như vậy thôi. Hay là ông giả bộ đi hướng Donbass mà ông chạy ngược hướng khác. Cũng chẳng có biết. Nhưng mà cái điều là cái đoạn video này được thâu từ đâu? Thâu từ đâu? Thâu từ lúc nào thì chẳng ai biết. Nó chỉ có, nó được loan tả ra ngay trong giai đoạn này. Cái giai đoạn mà ai cũng chờ đợi Ukraine phản công hết. Nên làm cho người ta rất là nhiều cái tình nghi là đây là một cái cạm bẫy của Ukraine. Đang muốn dụ dỗ lực lượng của Nga phòng thủ ở khu vực sườn miền Đông. Đó. Thì có thiệt gì hay không thì Nguyên cũng chẳng có biết được. Nên là Nguyên không có dám khẳng định cái điều gì cả trong cái vấn đề phản công này. Nên là Nguyên chờ đợi thôi. Nhưng bữa nay thì có một cái đoạn video đã tiết lộ cái thông tin là cuộc phản công của Ukraine nó ở sườn miền Đông trong những ngày kế tiếp. Nhưng phải chăng đây là một cái cạm bẫy, chỉ có một là một cái sự việc cho kẻ địch đánh sai hướng, dương đông kích tây của Ukraine cũng chẳng biết được. Các quý vị nha, vì cái sườn giao tranh nó gần tới 1.000 cây số lận. Từ ở miền Nam đến miền sườn miền Đông nó 1.000 cây số giao tranh, đánh chỗ nào chẳng có ai biết. Nên là cái điều mà cứ đánh khói mù, tôi đánh chỗ này, tôi đánh miền Nam, tôi đánh miền Trung, tôi đánh miền Bắc, mình không biết được các quý vị. Đánh rồi biết, chứ bây giờ mà Nguyên nói cũng không chắc chắn đâu. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề một cái đoạn video được phản công đã loan tả trên mạng xã hội. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật cái bản tin cũng khá là lý thú mà ngày hôm nay báo chí nào nó cũng đưa. Hừng sáng 3-4 giờ sáng gì đó thì 30 quả tiễn của Nga đã tấn công vào ồ ạt vào đất nước Ukraine. Tiếng còi khắp nơi tại Ukraine đã vang lên. Tiếng còi báo động quả tiễn đã tấn công. Và cái số lượng quả tiễn tấn công là 30 cái quả tiễn. Họ tấn công
từ Biển Đen. À, từ Biển Đen. À, đợt này thì họ tấn công từ Biển Đen. Từ Biển Đen họ bắn vào những quả tiễn hành trình vào tất cả những cái thành phố, đặc biệt là nhắm vào thủ đô Kiev. À, thông tin của Ukraine công bố chúng ta biết là họ đã ngăn chặn được 29 quả tiễn trên 30. Chắc như vậy. 29 quả tiễn trên 30. Thì cái con số nó quá tuyệt vời đúng không? Anh bắn 30 cái quả tiễn vào lãnh thổ của tôi ngăn chặn được 29 trái. À, là một cái chuyện mình kêu là it's amazing. À, thực tế với các quý vị là nếu mà Ukraine làm được việc đó thì Nguyên không biết là nó là những cái bản tin như thế này nè làm cho Nguyên rất là tình nghi về cái con số nó được công bố cho Ukraine. Nó quá tuyệt vời. À, vì trong thời gian vừa qua họ chưa bao giờ đạt được những cái lớn lao như vậy. À, sau này thì nhờ được cái hỗ trợ hệ thống phòng không nhiều hơn, trong đó có hệ thống Patriot, NASAM, Iryx, những hệ thống mà hàng đầu của Liên minh châu Âu và NATO, thì họ bảo vệ chặt chẽ hơn. Nhưng mà cái con số mà họ công bố ngày hôm nay là 30 cái quả tiễn, họ ngăn chặn được 29 cái. Đợt này thì Nga không có sử dụng quả tiễn Kinza. À, vì chắc là quá nhục, Nga không dám sử dụng nữa, mắc công là bị ngăn chặn nữa thì Nga không có thể chối cãi được nữa. Nên đợt này Nga không có sử dụng quả tiễn Kinza. Và đợt này thì Nga không muốn tiết lộ cái căn cứ quân sự của mình ở tại Nga, nên Nga đã sử dụng ở Biển Đen. À, nên là ở Biển Đen thì họ Nga có thể phóng bằng từ những chiếc máy bay hay là bằng từ những chiếc khu trục hạm của Nga ở trên Biển Đen. Nên là chúng ta cũng không biết là Nga phóng chính xác ở đâu. Sau khi họ phóng, tất nhiên là họ dời cái địa điểm của họ để cho kẻ địch không biết. Nên là cái số lượng mà Ukraine đã ngăn chặn được ngày hôm nay thì nó rất là lớn. Ở tại thủ đô Kiev thì nó có một cái bốc lửa cháy, nhưng mà hiện bây giờ tới ngày hôm nay thì phía bên Ukraine chưa công bố rằng là vấn đề thiệt mạng ở tại thủ đô. Không thấy vấn đề thiệt mạng, có nghĩa là nó không có tai hại gì lớn. À, phải nói chung là nó không có tai hại gì lớn ở tại thủ đô ngày hôm nay sau cuộc tấn công rất là dữ dội. Ngày hôm nay sinh mạng thì chỉ có miền Nam thôi. Chỉ có miền Nam là bị tổn thất, một người tử vong, hai người bị thương. À, nhưng mà cái điều đó nó không có lớn các quý vị. Phần lớn á, các Ukraine họ công bố rằng là do những cái mảnh vỡ của những quả tiễn bị bắn rơi, nó rơi xuống những nơi chung cư, nó làm cho nhiều khi một chút xíu bốc lửa cháy. Đó là những gì mà Ukraine họ công bố. Tất nhiên những gì mà Ukraine họ công bố, Nga thì không bao giờ đồng ý cả. Cái lập trường này Nguyên nghĩ là các quý vị cũng đã chắc là quen rồi. Ukraine công bố một đường, Nga nói một nẻo. Thì Nga thì vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình là mục tiêu đã đạt được. Những căn cứ quân sự, những kho đạn, những vũ khí của phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, chúng tôi đã tiêu hủy. Thì cái lập trường này của Nga nó không có thay đổi. Nó vẫn giữ nguyên cái hiện trạng, và tất cả những ngày nào họ phóng quả tiễn thì họ đều lặp đi lặp lại. Ý hệt như vậy, là tất cả mục tiêu, mục nhọt của họ, mục đích của họ, căn cứ quân sự, kho đạn, họ đã tiêu hủy ở tại Ukraine. Và thật giả, chúng ta khó đoán về vấn đề này lắm. Vấn đề này chúng ta khó biết. Nhưng cái điều chắc là cái số lượng quả tiễn đã bị ngăn chặn ngày hôm qua là chắc. Đó là không thể tranh cãi, vì tất cả đều có đoạn video. Video các bạn. Tuy rằng chính phủ Ukraine đã cấm, nhưng ở trên mạng xã hội nó vẫn có đoạn video đã quay cho chúng ta thấy được rất là nhiều quả tiễn đã được ngăn chặn bởi hệ thống phòng không. Và nói cái này nó vui này các quý vị. Bây giờ vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề là giữa quả tiễn của Nga là Kinza với hệ thống Patriot. Gần đây thì Nga đã công bố rằng là họ đã tiêu hủy một cái hệ thống Patriot do Mỹ đã cung cấp. Thì phía bên Ukraine họ đã có một câu đáp trả. Họ nói rằng là đừng có lo về vấn đề hệ thống Patriot của chúng tôi có bị tiêu hủy hay không. Cái chuyện đó các ông không cần thiết phải lo. Tôi bảo đảm là vũ khí của phương Tây, đặc biệt là Patriot, chúng tôi quý nó vô cùng tận, và nó được sự bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Nó không chỉ có là một cái bệ phóng quả tiễn đơn giản, nó còn tất cả đó là một cái đội quân
được sự bảo vệ chặt chẽ và nó đang bảo vệ đất nước chúng tôi. Các ông cần không cần thiết phải lo điều đó. À, ông không cần thiết lo điều đó. Và Ukraine cho rằng là họ không bị bất cứ thiệt hại gì ba cái hệ thống phòng không Patriot của họ cả. Đây là câu trả lời của Ukraine sau khi những tin đồn, tin đoán đến từ Nga rằng là họ đã tiêu hủy được cái hệ thống Patriot bằng quả tiễn Kinza của họ. Chúng em nói những bản tin này như thế này là thật hư nguyên không thể biết được nha. Các quý vị nha, mình nghe để cho mình biết thôi chứ thực tế là mình không đoán được. Nhưng những bản tin như thế này thì là chắc nè. Bản tin như thế này là nguyên lại khoái đưa. Đồng minh thân thiện nhất của Nga, Kazakhstan. Kazakhstan. Đó, mấy tiếng này nó hơi bị tăng tăng. Kazakhstan, các quý vị. Đồng minh trong Liên Xô cũ của Nga, biên giới rộng với Nga, thân Nga, các quý vị. Và chuyện gì đã xảy ra? Thì cuộc đời mà các quý vị, khi lúc mà giàu sang phú quý qua oai hùng thì ai cũng bu anh Putin, nam Putin hết. Đúng không? Nhưng mà khi Putin thất thế rồi thì cuộc đời mới biết đâu là bạn, đâu là bè. Thì từ lúc mà Putin thất thế rồi thì Nguyên nói thật một câu là Nguyên thấy ai cũng quay lưng về phía Putin hết. Trừ ông Bắc Triều Tiên cả thôi. Duy nhất chỉ có Kim Jong Un là còn có những cái hành động và cái lên tiếng mạnh mẽ. Còn tất cả những đồng minh khác của Putin đều nó thực tế là giữ một cái khoảng cách hết. Thì gần đây nhất thì sau cái buổi trừng phạt, lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu ở tại Bỉ, ở tại Brussels nhắm vào tới một số lượng là 50 mấy, 60 mấy công ty. Trong đó có 8 công ty Trung Quốc và một số lượng công ty khắp nơi trên thế giới. Thì họ đã cáo buộc Kazakhstan là cái quốc gia hỗ trợ cho Nga. À, hỗ trợ cho Nga trong những lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó nó có là chip bán dẫn, trong đó có những cái hệ thống điện tử và có những tài nguyên thiên nhiên, có nghĩa là thí dụ là những cái sắt thép đặc biệt để chế vũ khí. Thì đây là cái cáo buộc của Liên minh châu Âu và họ sẽ đem những cáo buộc này để họp trong cái buổi G7 ngày mai. Ngày mai G7 sẽ họp ở tại Nhật Bản. À, họ sẽ nói lên những cái vấn đề, những cái quốc gia nào đó có cái vai trò hỗ trợ cho Nga bằng đường này hay đường khác. Thì đây là cái cáo buộc. Cáo buộc. Thì ngày hôm nay ông Kazakhstan ông nói không, không, đừng nói như thế. Đừng nói như thế. Chúng tôi không hỗ trợ cái gì hết mà tôi cảm đau các anh. Những cái lệnh trừng phạt của các anh chúng tôi không bao giờ dám hỗ trợ. Chúng tôi không, 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 không. Chúng tôi giữ khoảng cách với Putin. Lệnh trừng phạt của các anh bảo là không cung cấp, không buôn bán với Nga. Tôi là cái quốc gia buôn bán với Nga nhiều nhất. Nhưng mà cái gì mà các anh phạt là không, không, không bao giờ. Vui lắm các quý vị. Lần đầu tiên Nguyên thấy Kazakhstan họ có cái hành động đó. Thường ngày thì họ sẽ nói như thế nào? Chuyện là chuyện của tôi. Tôi muốn bán cho ai bán, tôi muốn làm gì làm, anh làm gì tôi. Thường là họ sẽ nói như vậy. Vì họ nằm trong cái liên minh của Nga. Họ nằm trong cái liên minh quân sự của Nga. Họ thường ngày là họ sẽ nói như vậy. Cái giọng điệu của họ là chuyện của tôi. Anh có cớ gì anh vô anh xen vào chuyện của tôi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Bây giờ thì họ nói một câu là: ê, cái không có nè, đừng có đó thừa cho tôi anh. Tôi biết anh lệnh trừng phạt cái gì, anh lệnh trừng phạt là tôi không có xen vào. Anh không cho bán điện tử là tôi không bán cho Nga điện tử. Anh không cho bán sắt thép là tôi không bán sắt thép. Anh đừng có đổ oan cho tôi vô tội. Từ lúc anh lệnh trừng phạt là tôi cắt đứt hoàn toàn. Họ biết, họ sợ là G7 họ hăm dọa. Ngày mai G7 họp, G7 đã hăm dọa là tất cả những quốc gia nào có cấu kết và hỗ trợ cho Nga với cái lệnh trừng phạt của châu Âu và của Mỹ thì sẽ nằm trong danh sách đen. Thì họ có nêu lên Kazakhstan. Thì ngày hôm nay ông Kazakhstan ông nhảy đồng đồng là không có nha. Đừng có đổ lỗi nha. Chơi vậy chơi dế không được nha. Tôi biết, tôi bảo đảm luôn. Không có lệnh trừng phạt. Cứ điều tra đi. Không có đâu, không có đâu. Thì cái điều mà Nguyên muốn nói cái gì? Nguyên muốn nói cho các quý vị biết là bây giờ người ta không thấy Nga có cơ hội chiến thắng nữa. Và người ta thấy đất nước Nga đang suy yếu dần và Nga có thể bị tan biến. Và bây giờ bám theo Nga chỉ con đường tử vong. Và bây giờ ai cũng muốn tách rời ra khỏi Nga hết vì sợ là lệnh trừng phạt sắp tới nó sẽ rất là nặng.
cho cái nền kinh tế, và đất nước của họ sẽ bị liên lụy với cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Và tốt nhất bây giờ là phải tránh xa ông Nga ra một chút. À, bây giờ nó kêu là tốt nhất là phải tránh xa ông Nga ra một chút. Bây giờ tiếp tục ở gần ông Nga là không ổn. À, thì các quý vị biết là cái quốc gia Kazakhstan đó là một cái quốc gia rất là thân Putin. Nhưng mà từ lúc mà Putin xâm lược Ukraine thì họ đã thấy được là cái tầm nguy hiểm của đất nước Nga dưới cái sự bành trướng của Nga. Vì họ cho rằng một câu đơn giản thôi: anh lấn sân, anh muốn lấy Ukraine thì mai mốt anh lấy tôi được. Vì tôi với Ukraine nó cùng lịch sử mà. Tôi với Ukraine với anh là đều là liên minh đồng minh ngày xưa cũ. Bây giờ tôi độc lập thì bây giờ Ukraine độc lập. Anh xâm lược Ukraine thì mai mốt anh xâm lược tôi được. Nên thực tế là mấy ông Kazakhstan ổng cũng khôn các quý vị. Ổng cũng khôn các quý vị. Ổng biết được các quý vị. Ổng mới biết là bây giờ tôi ủng hộ anh, mai mốt anh xâm lược tôi thì sao? Bây giờ anh cũng là ngày xưa là anh em Ukraine, tôi cũng là anh em của anh. Bây giờ chúng ta chia ra trong cái khối liên minh, bây giờ chúng ta không còn khối liên minh nữa. Nhưng bây giờ anh lại muốn xâm lược Ukraine thì anh xâm lược tôi. Nên từ lúc đó thì cái quan điểm của Kazakhstan nó đã có thay đổi. Đặc biệt là gần đây nhất, Trung Nguyên nhắc là những tin cũ, là Kazakhstan là cái quốc gia nhận thanh niên trẻ của Nga nhiều nhất. Nhưng mà cỡ này hết nhận rồi, Kazakhstan không có nhận nổi nữa, quá đông người. Chính phủ Kazakhstan đã nói là chúng tôi không đủ kinh phí để giúp đỡ thanh niên nữa. Không đủ các quý vị, không đủ kinh phí để giúp đỡ những thanh niên Nga chạy trốn vào bên chúng tôi, vì chúng tôi xã hội chúng tôi không đủ cung cấp. Và quá người đông qua thì nó xảy ra vấn đề phức tạp trong đất nước, nên họ bắt đầu ngăn chặn một số lượng. Họ chỉ có nhận những chức xám, có nghĩa là những người nó có trình độ, những cái nghề nghiệp giống như là bác sĩ, cái này cái kia mà trong đất nước họ cần. Còn ngày xưa thì họ mở biên giới, muốn đi qua bao nhiêu thì đi qua. Nhưng là bởi vì cái tình trạng nó qua quá đông, hàng triệu người tháo bỏ chạy. Và hiện bây giờ thì họ không nhận được nữa. Khi lúc đó Putin lên án và kêu Kazakhstan phải đuổi những người này trở về nước, những thanh niên trẻ này trở về nước, thì Kazakhstan họ không đuổi được. Họ nói là ai đã qua rồi thì chúng tôi không đuổi, nhưng mà từ nay sắp tới cái biên giới chúng tôi sẽ ngăn chặn lại, nó không dễ dàng để mà đi qua. Thì Trung Nguyên nói là bây giờ thì ai cũng bắt đầu lo. Đừng có lo các quý vị, cái buổi họp G7 này nè, các vị sẽ thấy là sau cái buổi họp G7 này, Ấn Độ sẽ có cái hành động thay đổi, Brazil sẽ cũng có hành động thay đổi. Vì cái buổi họp này sẽ mời Brazil, Ấn Độ là hai quốc gia mà có cái lập trường khá là thân Nga, cả luôn ông Việt Nam nữa. Mà Nguyên có bài bình luận về Việt Nam rồi. Việt Nam thì Nguyên nghĩ là không có thay đổi về cái lập trường với Nga cho lắm. Nhưng mà Ấn Độ và Brazil sẽ quay xe, có người nói quay xe mau thôi. Khi G7 đợt này là không nhẹ tay với lệnh trừng phạt nữa. Đó là bản tin quay xe của Kazakhstan rất là rõ nét về với đồng minh của Nga. Và bây giờ một bản tin liên quan đến Moldova mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Cái lời nói của phía bên chính phủ Moldova nó rất là hay. Đó là Nguyên muốn chia sẻ. Các quý vị cũng biết là Moldova là một cái quốc gia nó rất là nhỏ, dân số không đông. Và là một cái quốc gia cũng có cái khu vực ly khai của Nga nữa. Mà Nga đang muốn nuốt trọn Moldova rất là lâu rồi. Chứ không phải ngày hôm nay. Với cái tình hình cuộc chiến tranh tại Ukraine nó đang căng thẳng, thì tương lai Moldova họ sợ lắm. Ukraine mà thất thủ, cái quốc gia, hai cái quốc gia nhỏ kế bên sẽ bị Nga nuốt là Georgia và Moldova. Gần đây nhất, Trung Nguyên nhắc là cái bản tin cũ, đó là cách đây vài ngày ở tại châu Âu có một cái buổi thi về ca nhạc. Nam ca sĩ Moldova sau khi cái trình diễn chung kết của anh ta, thì anh ta nói một câu: cảm ơn Ukraine đã bảo vệ cái nguồn tự do cho Moldova. Vì cái sự hy sinh của Ukraine là đang ngăn chặn cái sự bành trướng của Nga. Và nếu Ukraine thất thủ là Moldova sẽ thất thủ. Nên là phía bên Moldova họ gửi một cái thông điệp cho châu Âu ngày hôm nay. Họ nói là muốn bảo vệ cái nền tự do dân chủ của chúng tôi, hãy cho chúng tôi gia nhập vào Liên minh châu Âu. Vì chỉ có cách đó chúng tôi mới tự bảo vệ được. Hãy cho phép chúng tôi gia nhập vào Liên minh châu Âu để bảo vệ cái nguồn tự do dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi đã hiểu được cái điều này và tháng tới
Tôi mong là những cái hồ sơ chúng tôi nạp, các quý vị hãy xem xét và hãy đeo cái vấn đề này cho cái bầu cử kế tiếp ở tại Liên minh châu Âu. Hãy cho chúng tôi sáp nhập vào Liên minh châu Âu để bảo vệ cái nguồn tự do. Thì đây là cái lời nói rất là tha thiết, rất là đáng thương. Mà Trung Nguyên nói là Liên minh châu Âu á, họ không dễ dàng cho người ta sáp nhập. Vì cái lý do Liên minh châu Âu á, là kinh tế chung. Có nghĩa là nếu mà cái quốc gia nào quá nghèo thì những cái quốc gia khác phải gồng gánh. Thì thường là họ phải đánh giá là cái quốc gia đó, cái nền kinh tế nó có thể tiến bộ hay không, và cái nền kinh tế nó đủ khả năng sáp nhập hay không, và cái nơi đó nó có thể là, thí dụ là đất nước nhỏ mà người ta có cứu được nó hay không. Nó là bởi vì cái kinh phí. Nên là đặc biệt là Nguyên không biết là Moldova có được sáp nhập hay không, nhưng mà chắc là chắn là Nguyên là có. Nguyên thấy cái tình hình hiện bây giờ là NATO và châu Âu sẽ lớn mạnh. Hiện bây giờ hàng loạt quốc gia khác thì lợi dụng thời cơ mà chiến tranh đó, họ nói bây giờ cho tôi vô đi, nếu không vô là chết, tôi sẽ bị Nga nuốt. Các ông không muốn Nga bành trướng thì phải cho tôi vô. Thì bây giờ đây là một cái quốc gia mà Nguyên thấy rõ được là họ biết lợi dụng thời cơ. Họ cũng biết được là cái tình hình đất nước của họ như thế nào. Và đây là một cái thời cơ tốt để họ xin sáp nhập vào những cái khối lớn châu Âu hay là NATO. Hiện bây giờ họ chưa xin sáp nhập NATO, họ có đơn xin rồi. Nhưng mà hiện bây giờ chưa được kiểm duyệt. Còn Liên minh châu Âu thì có thể trong những ngày kế tiếp Moldova sẽ là một thành viên mới. Trung Nguyên nhắc là con số lượng của Liên minh châu Âu là 27 quốc gia, mà hiện bây giờ cái đơn là mấy chục quốc gia khác đang nộp đơn, trong đó có Ukraine. Nhưng mà chưa được duyệt. Chưa được duyệt. Có nhiều quốc gia họ phải đợi đơn 10 năm các quý vị. 10 năm. Ông Hungary đợi tới mười mấy năm mới được duyệt. Wow. Mà khi vô rồi thì ông quậy bà cố luôn. Các quý vị biết là ông Hungary ổng để đơn mười mấy năm ổng mới được duyệt vào Liên minh châu Âu. Khi ổng vô rồi cái nền kinh tế của ổng phát triển rất là lẹ. Ngày xưa Hungary nghèo lắm các quý vị, cách đây 15-20 năm về trước. Nhưng mà gần đây thì kinh tế của họ phát triển rất là lẹ. Khi họ vào Liên minh châu Âu thì họ có lợi nhuận rất là nhiều. Hàng hóa sản phẩm của họ không đánh thuế, họ bán buôn rất là chạy và họ phát triển rất là nhiều. Nhưng bây giờ họ vô được rồi thì họ quậy bà cố luôn. Gần đây nhất là cái gì? Gần đây nhất thì châu Âu á, họ định đề nghị cái gói trợ cấp bổ sung cho Ukraine nhiều hơn một chút. Thì ông Hungary nói không? Không, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Bởi vì cái phát biểu của Ukraine khá nhắm vào thù địch chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý cho Liên minh châu Âu giúp đỡ Ukraine. Không, tôi không đồng ý. Thì có thể là trong thời gian gần đây, ổng là cái quốc gia phiền phức nhất. Cái điều cái gì á, ganh tị các thứ vậy, ghen ăn tức ở thôi. Lý do để cho Nguyên giải thích, không, ông ta không phải là cái gì hết á, là bởi vì ông Hungary ổng xin cái gói trợ cấp, ổng xin cái gói trợ cấp mấy chục tỷ, vì ổng nói rằng là đất nước chúng tôi sau cái dịch bệnh nó bị kinh tế và chúng tôi đang cần một cái số tiền lớn để mà phát triển. Thì ổng xin cái gói trợ cấp của Liên minh châu Âu, vì châu Âu nó có cái gói trợ cấp cho những cái quốc gia nghèo bị khó khăn về kinh tế, ví dụ kinh tế bị sụp đổ, ví dụ là Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, ví dụ như vậy, thì họ ta có cái gói trợ cấp để mà người ta hỗ trợ cái quốc gia đó hồi phục được cái nền kinh tế. Thì ông Hungary ổng xin cái gói trợ cấp, đúng ra cái gói trợ cấp ổng đến sắp tới miệng rồi. Thì cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó lại bùng phát. Nó lại bùng phát. Thì người ta ưu tiên cho Ukraine, vì Ukraine có chiến tranh. Người ta ưu tiên cho Ukraine, người ta gửi những cái số tiền, cái gói trợ cấp đó người ta ưu tiên cho Ukraine mà người ta không ưu tiên cho ổng. Người ta kêu ổng phải đợi chờ. Ổng tức từ lúc đó là ổng ấm ức. Ổng ấm ức các quý vị. Ổng ấm ức từ đó luôn. Từ lúc đó là ổng ấm ức tới bây giờ. Cái mâu thuẫn nó đến từ cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn là ổng đã có cái số tiền sắp sửa đến rồi, có chiến tranh người ta không cho ổng nữa, nói bây giờ xin lỗi đi. Ukraine nó ưu tiên hơn, cho Ukraine trước, rồi từ từ ông tính sao. Thì từ lúc đó là ông tức tới giờ các cái vậy. Câu chuyện nó đơn giản là như vậy, ghen ăn tức ở thôi chứ không gì hết, chứ không có cái chuyện gì lớn lao cả. Ông ghen ăn tức ở thôi. Ông còn nhắc hoài trong thời gian gần đây là tại sao những cái gì mà chúng tôi cần các anh không giúp, và khi lúc đó chúng tôi đang rất là cần những cái số tiền mà các anh cứ giúp Ukraine không ngừng. Các anh cứ giúp Ukraine một năm mấy vừa qua, còn tôi thì không được giúp đỡ. Nó đơn giản là như vậy. Nó đơn giản là như vậy. Nên là ổng ghen ăn, ổng tức ở và ổng nổi cơn điên của ổng lên thôi. Nhưng cái vấn đề tiền thì cũng không phải là vấn đề khó giải quyết. Trung Nguyên nói là
Nói đi nói lại thì phương Tây vẫn là cái quốc, là cái thế giới đang giữ cái nguồn quyền lực tiền bạc. Thì chúng ta thấy cái giá trị đồng tiền Anh Quốc, Mỹ, châu Âu, Euro, đồng tiền là châu Âu, phương Tây họ vẫn giữ. Nên là nói về tiền, tất nhiên là trong cái lạm phát kinh tế khó khăn, nhưng nói về tiền nó không phải là vấn đề. Nó cũng không phải là vấn đề. Nên là nếu mà thỏa thuận về tiền để mà thuyết phục Hungary để mà đồng ý những cái quan điểm thì nó cũng không phải là vấn đề lớn. Các vị ha, khi người ta có tiền người ta chảnh lắm các vị. Các vị biết là mấy người giàu có câu nói ôi sổ, tiền là chuyện nhỏ. Vấn đề tiền thì chúng ta dễ giải quyết mà. Đó là những người giàu, phương Tây họ giàu. Còn những người nghèo giống người ta, nghe nó tiền một cái là thấy nhức đầu đổ mồ hôi hột rồi. Nghe nó tiền không là nhức đầu đổ mồ hôi hột rồi. Nhưng mà phương Tây thì tiền nó không phải là vấn đề. Nếu là tiền thì nó không phải là vấn đề. Nó chỉ là vấn đề đàm phán thôi. Đó là bản tin liên quan đến cái sự việc của ông Hungary đã lên tiếng và đã không đồng ý Liên minh châu Âu đưa cái gói trợ cấp bổ sung cho Ukraine. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật và chia sẻ cùng các quý vị cái chuyến đi của Trung Quốc ở tại Ukraine. Họ đã làm cái gì? Họ đã nói cái gì? Ngày hôm nay họ đã kết thúc và họ đã rời khỏi đất nước. Các vị cũng biết là cái phái đoàn của Trung Quốc đến Ukraine để tìm một cái biện pháp đàm phán hòa bình. Sau khi những cái sự nỗ lực và kêu gọi của nhiều quốc gia là Trung Quốc phải đóng một cái vai trò nào đó. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine có cảm ơn cái phái đoàn của Trung Quốc đã có một cái ý tốt về vấn đề kêu là đứng ra tìm một biện pháp hòa bình. Thì cái kết luận cái buổi họp thì ông ngoại giao đại diện cho các phái đoàn của Trung Quốc có một cái câu nói sau đây mà Nguyên cũng thấy hơi bị gãi đầu. Ông nói về vấn đề hòa bình, nó không có một cái thuốc nào mà kêu là thần tiên nào uống vô cái nó hòa bình hết. Nó chỉ có một cách duy nhất là Ukraine và Nga ngồi lại đàm phán. Ông này ông thông minh thì ta. Ông biết luôn đó. Ông biết bây giờ muốn đàm phán là Ukraine và Nga là ngồi để đàm phán, không có thuốc tiên nào hết. Ông nói muốn hòa bình trên thế giới này, đặc biệt là Ukraine và Nga là không có thuốc tiên nào hết. Chỉ có Ukraine và Nga ngồi lại với nhau để đàm phán thôi. Ông thông minh các quý vị, trên thế giới này không ai biết điều đó hết. Chỉ có mình ông biết. Từ đó thế giới này Nguyên thấy như là 7 tỷ mấy người không ai biết, chỉ có ông Trung Quốc ông thông minh cái điều đó. Thông minh ghê luôn. Trời, ổng còn phát biểu nữa, không có cái thuốc tiên thần thánh nào uống vô là hòa bình hết. Chỉ có ngồi trở lại thôi. Mà chỉ có ổng biết thôi, từ đó tới giờ chẳng có ai biết. Nguyên bây giờ mới biết là Trung Quốc nó giỏi cỡ nào các vị. Thông minh ghê luôn. Tổng thống Pháp, rồi Thủ tướng Đức, rồi Thủ tướng Anh Quốc, rồi bên Mỹ, rồi đủ thứ người hết. Cả nước giáo hoàng còn không biết cái điều đó nữa. Trời ơi, tôn giáo, chánh trị rồi chẳng có ai biết hết. Chỉ có Trung Quốc biết thôi. Trời ơi, bây giờ không có thuốc tiên nào hòa bình. Chỉ có hai bên đàm phán rồi. Ông cha nội này nói chuyện vô duyên thiệt. Cái điều đó ai không biết. Cái điều ông đến đó để làm cái gì? Cái mục đích là người ta giải quyết không được. Người ta biết cái điều đó, người ta giải quyết không được. Người ta mới kêu ông vào. Vừa ông nói giống như cái giống nói giống như không nói vậy đó. Bây giờ thì không có thuốc thần tiên nào hết rồi. Muốn hòa bình hai anh phải nói chuyện, mà làm sao cho họ nói chuyện mới là quan trọng. Cái kết luận của họ đó, cái kết luận ngày hôm nay là ngày họ rời khỏi Ukraine, cái kết luận của họ đó, kết luận của Trung Quốc không có thuốc tiên nào để giải quyết hòa bình. Muốn hòa bình là hai ông phải nói chuyện. Trời ơi, Nguyên nói thật tỉ với các quý vị là sao Nguyên nói á, có những người họ còn quá ngây thơ về Trung Quốc. Họ còn quá mong đợi về Trung Quốc. Tây phương á, những người Tây phương á, họ rất là mong đợi về Trung Quốc. Họ không hiểu Trung Quốc. Trong cái bộ não và cái giáo dục của Trung Quốc, nó cũng giống như những cái quốc cộng sản á, là phương Tây lúc nào cũng thù địch hết. Và họ thấy phương Tây suy yếu họ vui lắm. Nguyên không biết cái điều đó các vị có cảm nhận không? Mấy bác ở bên Việt Nam, mấy đảng cộng sản Việt Nam vui lắm. Ở bên Mỹ mà xảy ra chuyện gì là vui lắm. Mà không biết cái vui mẹ mà có được cái gì không mà vui. Thí dụ Mỹ mà nghe nói nhà băng sụp đổ là trời, bên Việt Nam mở rượu ăn mừng. Nguyên là sao kỳ vậy trời. Người ta có sụp đổ hay đất nước người ta có chuyện gì á, mình không chia buồn thôi mà vui lắm. Không biết chuyện gì mình có lợi được cái gì cho mình không, nhưng mà vui lắm. Hiện bây giờ cuộc chiến tranh tại châu Âu, Mỹ đang hao mòn kinh phí. Mấy ông Trung Quốc ổng vui và cố luôn. Ổng vui bà cố luôn. Làm cái gì mà ổng giải quyết hòa bình làm cái gì? Ổng giải quyết hòa bình làm cái gì các quý vị? Ổng vui bà cố ổng luôn.
Cái điều mà Nguyên thấy cái lời phát biểu của phía bên phái đoàn của Trung Quốc, họ sẽ ngày mai họ sẽ đi đến Ba Lan. Thứ sáu ngày mai họ sẽ đến Ba Lan các vị nha. Thứ sáu họ sẽ đến Ba Lan, rồi họ sẽ qua bên Đức và Pháp. Họ sẽ đi rất là dòng Đức và Pháp, họ đi một cái dòng như vậy đó. Sau cái dòng của họ thì họ sẽ có phái đoàn khác họ đến Nga, có một cái đoàn khác họ đến Nga. Sau đó thì họ sẽ có một cái buổi họp chung giữa Nga, Ukraine, Đức, Pháp, Ba Lan để ngồi lại. Nhưng mà thực tế nó không có tác dụng gì cả đâu. Nguyên nói thực tế với các quý vị là những cái gì mà họ tiết lộ và chia sẻ đó, Nguyên nói với Nguyên nó là vô dụng. Và những cái lời chia sẻ của họ ngày hôm nay để kết luận cái chuyến đi ở tại Ukraine, nó thấy cảm giác, thấy rõ là nó không có hữu hiệu bất cứ mà đạt được mục tiêu gì cả. Nhưng Ukraine họ vẫn cảm ơn. Ukraine vẫn là lịch sự tế nhị. Vẫn là cảm ơn cái sự hiện diện của họ. Và trong cái thời điểm mà hiện diện của họ thì ông Nga cũng đâu có bỏ đâu. Ông Nga cũng bắn quả tiễn. Đó điển hình ngày hôm tối ngày hôm qua bắn 30 cái, ngày trước bắn 20 mấy cái, ngày trước nữa bắn 10 mấy cái. Đó là cái trong thời gian mà ông Trung Quốc ổng phái đoàn của Trung Quốc thì thủ đô cũng bị nhắm bắn đến, có nghĩa là ông Nga ổng không có care. Phái đoàn Trung Quốc hay Trung Quốc gì bắn thì tôi cứ bắn. Đó. Cũng giống như thường lệ, thích bắn thì bắn thôi. Thì có nghĩa là trong thời gian vừa qua thì cái đáng tiếc là nó bắn không trúng. Nguyên không biết lỡ mà bắn trúng phái đoàn của Trung Quốc thì ông Trung Quốc ổng sẽ như thế nào với ông Nga thì Nguyên không biết. Cái điều là bắn không có trúng là bởi vì cái hệ thống phòng không của Ukraine cỡ này nó tốt quá. Nó ngăn chặn đến 30 cái quả tiễn mà ngăn chặn được 29 cái, chỉ gớt một trái thôi. Thì nó quá tốt các quý vị. Đó, thì cái điều đó là nếu mà bắn trúng thì Nguyên không biết là ông Trung Quốc ổng sẽ phản ảnh nó như thế nào. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của phía bên Trung Quốc. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật vài bản tin lặt vặt mà đang cũng khá là sôi động. Đó là đường gầy xe lửa của Nga ở tại đảo Crimea đã bị lật, đường gầy có người phá hoại và một tòa xe lửa của Nga đã bị lật. Thì gần đây nhất chúng ta đều biết là có những cái hành động mà kêu là phá hoại ở tại đất nước Nga. Người ta thống kê cho biết là từ năm 2021, 2022, 2023 thì cái năm nay nó phá hoại so với năm 2021 gấp ngàn lần. Chứ không phải gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Và cuộc phá hoại phần lớn là nhắm vào trong những cái công nghệ là điện lực, dầu hỏa, tập đoàn quốc phòng, tập đoàn chính phủ, nơi làm việc của cảnh sát, trụ sở của quân đội và đặc biệt là đường gầy xe lửa. Thì vừa qua thì khắp nơi tại đất nước Nga chúng ta đã thấy cả luôn. Nguyên nói là nó lạ kỳ một cái là vì sao? Trong Nguyên nhắc lại những bản tin cũ, nhiều khi các quý vị nghe xong ba nơi trụ sở chính của Nga đều bị bốc cháy. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, văn phòng của chỗ quốc phòng đó, cái nơi an ninh trật tự nhất của đất nước Nga bị bốc cháy. Văn phòng an ninh, văn phòng ngoại giao đều đã từng bốc cháy. Cái nơi nghiên cứu bom đạn cũng đã từ bị bốc cháy. Gần đây nhất, một cái hãng xưởng cực kỳ là lớn về nước sơn cũng bị bốc cháy. Hàng loạt những cái sự kiện đó đã khắp nơi tại đất nước Nga, biết bao nhiêu tỉnh thành, từ Nam đến Bắc, từ Bắc, từ Đông đến Tây. Và cái dấu hiệu là cái sự bất mãn của người dân Nga, đây là cái phá hoại là người dân Nga, bất mãn của người dân Nga với cái chính quyền của Putin, mà họ dùng cái hành động đó để cho hao mòn kinh phí, để cho Putin ngừng cuộc chiến. Tới ngày hôm nay thì cuộc chiến tranh đó, cho Nguyên nói một công tâm, người Nga đó họ không có ủng hộ cho lắm, đặc biệt là tuổi trẻ. Vì nó tuổi trẻ là cái tuổi mà họ bị tổn thương vì họ bị ép đi lính. Và cuộc đời của họ, tuổi trẻ mà, ai cũng thích những cái đồ hiệu, ai cũng thích máy hiệu này hiệu kia. Bây giờ đất nước Nga không có cái gì hết. Đối với họ là những cái lớp mà bị tổn thất nhiều nhất. Còn những người lớn tuổi thì họ không quan trọng. Vì họ nhớ cái thời xưa, trời ơi, cái thời Liên Xô cũ nó còn khổ hơn cái này gấp trăm lần. Bây giờ là sướng quá rồi, không có gì cả, chuyện này là chuyện nhỏ. Nên là cái tuổi mà 60 trở lên ở tại đất nước Nga thì họ coi cái này là chuyện nhỏ. Ôi, tao biết thời chiến tranh còn hơn nữa, sao lúc đó là Liên Xô sụp đổ rồi, còn nghèo hơn nữa, bây giờ vậy là quá sướng. Nên là ở tại đất nước Nga nó có hai cái đối lập với nhau. Người lớn tuổi thì vẫn ủng hộ Putin,
vẫn ủng hộ Putin. Nhưng những người trẻ tuổi thì ngược lại hoàn toàn là bắt đầu có cái xu hướng là chống đối Putin tối đa. Bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, những người mà họ không có những cái hành động cụ thể thì họ chạy ra khỏi đất nước. Họ chạy ra khỏi đất nước. Các bạn chạy ra khỏi đất nước. Còn những cái người mà ở trong đất nước thì ngoài im lặng ra, nếu không sẽ bị bắt, nhưng mà trong lòng của họ cũng không có phục. Không có phục. Nên tại sao Nguyên nói một câu, lực lượng của Nga rất là mạnh hơn Ukraine so với vũ khí hay so với nhân lực, nhưng tại sao Nga vẫn chưa thắng? Vì trong cuộc chiến tranh nó không phải chỉ có là nhân lực đông, vũ khí đông, nó phải còn có cái lý tưởng nữa các quý vị. Nó phải cần có cái lý tưởng nữa. Nó cần phải có cái lý tưởng. Và Nga không có cái lý tưởng chiến đấu. Binh sĩ của Nga không muốn đánh. Phải nói câu lên vậy. Nếu là Nga có bại ngày hôm nay, không phải bại trong tay của Ukraine, cũng không phải bại trong tay của Mỹ hay của phương Tây, bại trong tay chính người dân Nga. Vì thực tế binh sĩ của Nga không phải là binh sĩ dở, chỉ là cái cuộc chiến này họ không có thích. Nó đơn giản là cuộc chiến tranh này họ không có mặn mà. 100 binh sĩ của Nga nếu mà được hỏi họ, họ sẽ không bao giờ muốn cầm súng. Vì họ không muốn đánh với Ukraine. Chính bản thân họ đã từng nói rồi, họ không, họ đánh với quốc gia, thà đánh với Mỹ, đánh với Pháp, đánh với Đức, họ sẵn sàng cầm súng đánh. Nhưng đánh với Ukraine là họ đã không mặn mà rồi. Nên là cái cuộc chiến tranh này, nếu Nga có thua thì cho Nguyên nói thẳng, họ không phải thua với Ukraine, cũng không phải thua với Mỹ, họ thua chính bản thân của họ, vì họ không có lý tưởng chiến đấu. Nên là không phải là số lượng đông và vũ khí nhiều nó là đủ, nó phải còn có cái lý tưởng. Thì hiện bây giờ ông Nga ông đang bổ sung về vấn đề này, nên ông nhồi não người ta, Ukraine là phát xít, Ukraine như thế này, Ukraine như thế kia. Nhưng mà tất cả cái đó người ta đâu có khùng nữa các quý vị. Thời buổi văn minh bây giờ, một đứa trẻ nó gõ trên Google hay nó tìm kiếm trên mạng xã hội thực hư như thế nào nó biết hết. Dù truyền thông có che lấp, nhưng mà chỉ có che lấp cho những ai mà không bỏ thời gian đi tìm kiếm thông tin. Cái người mà chỉ cần tìm kiếm thông tin họ biết được hết. Đó là cái điều đó chúng ta thấy rõ được, mà chúng ta nhận định được ngày hôm nay Nga trong tương lai khó thể nào thắng Ukraine. Và có rất là nhiều người đã nhận định cái quan điểm này. Và trong khi ngừng chương trình ở đây, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Trong những ngày kế tiếp thì Nguyên mới về cập nhật đó, có một đoạn video sẽ tăng đó. Nếu nó có cuộc phản công thì chúng ta sẽ có cuộc chương trình đặc biệt. Còn không có thì thôi ha. Nếu có phản công trong ngày hôm nay á, nếu có cuộc phản công thực tế đó, cái video đó không phải là giả ở trên mạng xã hội, mà không phải là giả đó, mà có cuộc phản công thực tế đó, nó đang chạy xe đến Bạch Mút đó, mà có phản công thực tế thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị trực tiếp luôn. Còn nếu không có thì cho Nguyên cáo lỗi là chúng ta giờ giấc cũng giống như là bình thường. Bye bye. Bao giờ nhỉ dân tộc tôi ơi, từ bao giờ ta làm người quân phục, cả ngàn năm lịch sử có bao giờ ta làm người hèn đốn. Trước nguy cơ mất nước, dân ta mất đất, dân ta mất điện, ta ngồi đây nói chuyện hoãn hoa, mặc dân ta chết vì tàu lạ, mặc dân ta bị đánh đập tù tội, chỉ vì một việc làm dương cao mảnh giấy, hoàng sa là của Việt Nam. Ơi đất nước Nam đời nào như thế, dù bào chúa có tiêu diệt một thế hệ, dù mồ mả ông cha bao đời bị quật phá, lòng yêu nước của dân ta, chỉ cần lòng yêu nước của dân ta là vốn liếng sau cùng cần gìn giữ. Thế mà nay đồng bào tôi ơi, đồng bào tôi ơi,
nào chấn áp lòng yêu nước của dân ta, kẻ đó là giặc. Kẻ nào bỏ tù lòng yêu nước của dân ta, kẻ đó là kẻ thù. Sao còn phải suy nghĩ, có gì mà khó hiểu? Hỡi đồng bào tôi ơi, bao giờ nhỉ dân tộc tôi ơi, từ bao giờ ta làm người khuất phục? Cả ngàn năm lịch sử có bao giờ tuổi trẻ như hôm nay? Trước nguy cơ mất nước, Tây Nguyên bị chiếm đóng, bản dốc bị cướp đoạt, ta ngồi đây choáng ngợp trầm trồ, mặc nón sông sắp trở thành Tây Tạng, mặc dân ta sắp trở thành Hán Hoa. Vì bao lời ru ngủ hay vui chơi hưởng thụ, mọi việc đã có đã an lo. Ơi tuổi trẻ nước Nam đời nào như thế, dù giặc bắt từng ngàn năm đô hộ, dù di sản ông cha bao đời bị đốt phá, lòng yêu nước của dân ta, vâng, chỉ cần lòng yêu nước của dân ta là vốn liêng sau cùng cần gìn giữ bằng mọi giá. Đồng bào tôi ơi, đồng bào tôi ơi, kẻ nào làm băng hoại lòng yêu nước của dân ta, kẻ đó là giặc. Kẻ nào ru ngủ lòng yêu nước của dân ta, kẻ đó là kẻ thù. Sao còn phải tranh cãi, có gì mà khó hiểu? Hỡi đồng bào tôi ơi, đồng bào tôi ơi, đồng bào tôi ơi, sao còn ngồi chờ giặc sinh sôi nảy nở? Sao còn ngồi chờ giặc phấn hoa đầu độc? Sao còn ngồi chờ? Sao đành ngồi chờ đến bao giờ? Hỡi đồng bào tôi ơi, hỡi đồng bào tôi ơi. Đồng bào